Chào các bạn, thường thì chúng ta hay đi du lịch vào mùa hè, nhưng vào mùa đông khi tuyết phủ khắp nơi trắng xóa thì ngồi trên máy bay ngắm cảnh cũng thú vị lắm nha. Các bạn hãy cùng Thảo ngắm cảnh mùa đông từ trên máy bay, rồi thì chúng ta sẽ bay đến một nơi tuy không xa Na Uy nhưng ít khi có tuyết. Và rồi thì chúng ta đã đến Manchester, một thành phố của nước Anh, nơi có đội banh rất nổi tiếng mà nhiều người ưa thích, đó là Manchester United, gọi tắt là Man U. Từ Na Uy bay sang Anh có 2 tiếng thôi, và mùa này thì vé máy bay rất là rẻ nha, có vài trăm euro nè, tương đương với vài chục euro thôi. Mà thông thường thì mùa này vé máy bay đi đâu cũng rẻ đó các bạn. Cho nên chúng ta có thể bay sang đổi gió vài ngày cuối tuần cũng vui. Từ phi trường, chúng ta đón xe lửa về trung tâm phố. Trạm xe tên là Piccadilly, xe lửa tốc hành express chỉ có một trạm thôi, chừng mười mấy phút là tới. Giá vé thì khoảng chừng 6 bảng Anh một đường. Manchester có đầy đủ các thứ, thức ăn thì không thiếu thứ gì, tiệm quán khắp nơi, chỉ sợ là không có bụng ăn thôi chứ không sợ là không có thức ăn nha. Ở khu phố tàu gọi là Chinatown chứ thật ra cũng chỉ có một số quán là của tàu thôi, còn lại là Nhật, Hàn, Thái, Lào, Việt, nói chung là các quán Á Đông. Nhà hàng ở Thái ở đây khá ngon nên thường rất đông khách vào những ngày cuối tuần, nên nếu bạn muốn ăn thì nên đặt bàn trước nha, chứ không thì sẽ không có chỗ đó. Shopping thì cũng không thiếu thứ gì, từ những mặt hàng bình dân cho đến hàng hiệu cao cấp nhất nhì thế giới đều có. Chỉ sợ không có tiền thôi chứ không sợ là không có thứ để mua nha. Khi mà shopping hết tiền rồi thì chúng ta có thể ghé vào một quán cà phê, uống một ly cà phê và nhìn người đi qua đi lại cũng thú vị lắm. Còn không thì đi dạo loanh quanh một vòng ở các góc phố. Nào bây giờ thì các bạn cùng đi dạo với Thảo nha.